Xin chào quý cô chú anh chị. Thì hiện tại em đang đứng ở trên trục đường Lê Đại Hành, thuộc mặt tiền đường của Lê Đại Hành quý vị ha. Và cái căn nhà em muốn giới thiệu là cái căn nhà phía trước nha quý vị. Nhà này là mặt tiền của Lê Đại Hành. Nhà thì được thiết kế là ngang 2m7 và chiều dài là 11m7 quý vị nha. Nhà thì được thiết kế một trệt, một lầu, gồm 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Đường trước nhà của đường Lê Đại Hành là tầm 10m lận nha quý vị. Và lần này chủ giảm giá cực sốc luôn quý vị ha. Đợt trước là em rao bán với cái mức giá là 7 tỷ à, chủ chia sẻ với em mức giá 7 tỷ. Hôm nay chủ giảm sốc cực mạnh luôn là 6 tỷ thương lượng nha quý vị. Tại vì chủ đang kẹt tiền gấp nên 7 tỷ thương lượng. Quý vị mà có yêu mến hoặc thích cái căn này thì liên hệ em ngay nha. Tại vì giá này là chủ giảm tới 1 tỷ luôn á quý vị. Giảm sốc 1 tỷ luôn, rất là tuyệt vời. Tại vì nhà mặt tiền là thì làm gì có mà giá 6 tỷ quý vị. Với lại nhà mặt tiền của quận 11 nữa quý vị ha. Thì căn nhà đó là với giá là 6 tỷ vẫn còn thương lượng luôn nha quý vị. Nhà thì pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng chính chủ luôn quý vị ha. Thì em cũng sẽ review sơ lại cái vị trí của ngôi nhà này với lại đường xá của ngôi nhà. Hướng này nè quý vị. Quý vị sẽ đi thẳng ra là ra được bệnh viện Chợ Rẫy. Quý vị đi đường Tân Phước sẽ gặp phó cơ điều. Và quý vị từ phố Cái Điều sẽ đi ra được Nguyễn Chí Thanh. Thì từ Nguyễn Chí Thanh quý vị sẽ đi ra được bệnh viện Chợ Rẫy nha. Còn hướng ngược lại này nè, thì quý vị sẽ đi ra 3 tháng 2. Đó, 3 tháng 2 đó, hướng này là 3 tháng 2 nha quý vị. Từ 3 tháng 2 thì quý vị có thể ra được các quận trung tâm nè. Đó, hoặc là mình đi hướng về bên tay trái á, thì sẽ đi về bến xe miền Tây quý vị nha. Từ đó quý vị thẳng ra gặp ngã tư 3 tháng 2 với lại Lê Đại Hành. Thì quý vị về trái là ra được bến xe miền Tây. Còn rẽ phải là lên tới các quận trung tâm như quận 3, quận 10, quận 11, quận 1 nha quý vị ha. Đó, rất là tuyệt vời. Căn nhà với giá 6 tỷ còn thương lượng luôn nha quý vị. Quý vị mà có yêu mến hoặc thích căn nhà này thì liên hệ em ngay để sở hữu căn nhà này. Và hiện tại chị chủ cũng đã chia sẻ với em là cái mặt tiền, là cái mặt bằng phía trước là chị chủ cho thuê với giá là 8 triệu. Nếu mà cho thuê nguyên căn là giá là 15 triệu quý vị ha. Đó, rất là tuyệt vời luôn quý vị. Đó, và hướng này thì quý vị sẽ đi ra được bệnh viện Chợ Rẫy nha quý vị. À, rất là thuận tiện luôn. Hoặc là mình đi Châu Văn Liêm, mình qua quận 8 cũng, bến xe quận 8 cũng khá là gần quý vị ha. Bến xe quốc lộ 50 quý vị. Còn hướng đó thì quý vị nếu mà đi thẳng qua luôn thì sẽ đi được đụng gặp Âu Cơ. Âu Cơ thì sẽ ra được quận 12. Và cùng mời quý vị vô tham quan bên trong ngôi nhà này nha. Nhà đây là cái mặt bằng phía trước nè quý vị. Mặt bằng phía trước thì chủ chia sẻ với em cho thuê được 8 triệu nha. Còn thuê nguyên căn là 15 triệu nha quý vị ha. Đó, phía trong này thì là một cái phòng nè. Đó, mình có thể phòng ở đây nè. Đó. Và phía bên trong đó là sẽ có toilet, bếp. Và bên tay trái của em sẽ có một cánh cửa sổ. Tại vì nhà mình là nhà hai mặt tiền nha quý vị. Và cùng mời quý vị lên tham quan trên lầu. Lầu thì sẽ có nè. Hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Đó, và có những cánh cửa sổ. Tại vì nhà mình là nhà hai mặt tiền nên có cửa sổ rất là nhiều quý vị nha. Đó, từ đây nè, để phải ra là quý vị sẽ đụng cặp toilet nè. Còn bên này thì sẽ là được một phòng quý vị nha. Đó, rất là tuyệt vời. Bên này là cánh cửa sổ nè quý vị. Đó, khoảng không gian đó là khoảng không gian của cửa sổ nè. Phía trước mình đi lên thì cũng sẽ có một cái cánh cửa sổ nữa quý vị ha. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Và nhà mình thì vẫn có ban công nha quý vị. Nếu mà quý vị đi thẳng ra ngoài đó là sẽ có một cái ban công. Và em xin thông báo lại quý vị là căn nhà này ngang 2m7 và chiều dài là 11m7. Và được gia chủ chia sẻ với em với mức giá là 6 tỷ. Là giá này đã giảm sốc hết 1 tỷ luôn nha quý vị. Là từ 7 tỷ mà giảm xuống còn 6 tỷ mà vẫn còn thương lượng luôn. Quý vị có yêu mến hoặc thích căn này thì liên hệ em ngay nha.